Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động của một số công ty bán hàng đa cấp, có lẽ là không ít người dân sẽ hoang mang lo sợ là tiền mất tật mang sau khi vướng vào vòng xoáy đa cấp. Dù cơ quan chức năng cũng đã khẳng định trong vòng 90 ngày công ty này phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp. Công ty gần đây nhất bị cơ quan chức năng chấm dứt hoạt động là công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính tại N24 khu dân cư Sĩ Quan, quân đoàn 2 phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Công ty này bắt đầu bị chấm dứt hoạt động bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 năm 2016. Công ty thứ hai là công ty trách nhiệm hữu hạn Abso Nutris Việt Nam có địa chỉ tại 150 Cống Lỡ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 năm 2016. Các doanh nghiệp này đều bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Cục quản lý cạnh tranh cũng đã khẳng định trong vòng 90 ngày, công ty này phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Trước đó thì một số doanh nghiệp sai phạm trong quá trình kinh doanh cũng đã bị xử mạnh tay như là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên CVI Linh Việt Nam, công ty cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc hay là công ty cổ phần Japala Việt Nam.